món ngon mỗi ngày. Minh Châu và cô Diệu Thảo xin được mến chào tất cả quý vị khán giả. Cô Thảo ơi, ngày hôm nay á, nhìn nguyên vật liệu chính của mình nè, là bông bí hết, làm cho Minh Châu nhớ quê quá. Mà cô biết không, người Việt Nam mình hay ghê đó, có rất là nhiều món ăn chế biến từ các loại bông, các loại hoa, đúng không cô? Đúng rồi, có nhiều loại món ăn chế biến từ các loại bông lắm, ví dụ như là bông hẹ mình cũng làm được, là bông chuối cũng làm được, bông điên điển và cả bông bí nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ơi, ngày hôm nay em thấy là ngoài bông bí ra nè, mình còn có nấm nè, có đậu hũ nè, có bún nè. Có phải là mình làm một món lẩu không cô? Lần này là không đúng rồi nha. Cô sẽ không có thực hiện món lẩu đâu, mà chúng ta sẽ thực hiện một món chay, đó là món bông bí chiên giòn chay. Nguyên liệu cho món bông bí chiên giòn chay lần này khá nhiều chi tiết, cho nên quý vị khán giả nhớ chú ý ghi nhớ cho cẩn thận. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng khoảng 300 gram bông bí tươi, một cọng bo rô, đậu hũ non, củ năng, bún tàu. Phần nấm chúng ta chuẩn bị nấm mèo, nấm rơm và nấm hương. Ngoài ra chúng ta chuẩn bị thêm ngò tây, ngò rí, đậu xanh ngâm nở, kiệu chua. Phần gia vị gồm có tương ớt, tỏi băm, ớt tươi, bột năng, bột bắp và các loại gia vị thông thường khác. Ngoài ra các bạn nhớ chuẩn bị thêm nước tương Lisa và bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ giai đoạn đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu chính, đó là chuẩn bị phần bông bí. Cô ơi, mình chọn bông bí như thế nào thì ngon hả cô? Minh Châu sẽ chọn những cái bông bí nào đều, to, đẹp và cũng đừng có quá nở như thế này. Thì khi chúng ta nhồi nhân vào thì bông bí không bị rách và cũng sẽ rất là đẹp khi mà hoàn tất. Còn bây giờ khi mà sơ chế đó thì chúng ta sẽ bỏ hết những cái phần đài ở phía bên ngoài này đi nha. Rồi phần cuốn này á, thì Minh Châu nhớ chú ý là chúng ta không cắt sát cuốn này. Mà quý vị khán giả cắt chỉ khoảng chừng 5 hoặc là 7 phân. Phần nhụy ở phía bên trong này thì chúng ta thật là khéo léo cho kéo vào và chúng ta cắt bỏ cái phần nhụy ở phía bên trong này đi. Rồi sau đó chúng ta lấy cái phần nhụy ra. Hai loại nấm mèo với nấm hương này quý vị khán giả sẽ ngâm cho nở và trụng qua với lại nước ấm. Và sau đó chúng ta sẽ sắc sợi nhuyễn. Nấm rơm chúng ta cũng sẽ sắc sợi tương tự như nấm mèo và nấm hương. Kế đó là phần củ năng, chúng ta cũng sắc sợi. Rồi bây giờ tất cả các nguyên liệu chúng ta chuẩn bị xong. Đối với phần đậu hũ này thì các bạn sẽ trụng qua phần nước sôi và chúng ta sẽ vắt cho thật là ráo nước để chúng ta làm phần nhân. Phần đậu xanh thì chúng ta sẽ xào sơ qua để cho đậu xanh chín. Còn các nguyên liệu như là kiệu chua và bo rô thì chúng ta sắc nhỏ ra và các bạn phi cho thật vàng. Bây giờ tất cả các nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị xong, gồm có phần đậu hũ nè, chúng ta đã trụng sơ qua nước sôi và vắt ráo để cho nhân không bị chua. Và đồng thời nhân sẽ khô và khi đó chúng ta sẽ nhồi vào trong bông bí dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ trộn tiếp phần nấm hương, nấm mèo sắc sợi nhuyễn, nấm rơm, bún tàu chúng ta cũng sắc nhỏ trộn chung vào. Phần gia vị thì chúng ta đã có bo rô phi vàng, một ít ngò chúng ta băm nhuyễn và trộn chung vào. Và phần đậu xanh này, quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta ngâm nở xong rồi xào sơ qua. Và còn một cái nữa đó là phần củ năng sắc sợi chúng ta cũng cho vào chung. Rồi bây giờ trộn chung lên. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt nêm vào một ít muối, tiêu, bột ngọt Ajinomoto và sau đó trộn lên cho thật đều. Đối với phần bột năng này chúng ta sẽ để khô, còn phần bột bắp thì chúng ta sẽ hòa chung với nước và khuấy lên cho hơi sệt như là một dạng hồ để chúng ta áo bên ngoài bông bí. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho nước vào. Khoảng một chén nước nha. Bột bắp chúng ta cũng cho vào. Chúng ta sẽ hòa cho thật đều phần bột này với lại phần nước. Các bạn nhớ lưu ý là phần bột hồ mà chúng ta khuấy này phải hơi lỏng chứ không quá sệt, vì đặc quá thì chúng ta sẽ không áo bên ngoài bông bí được. Cô ơi, bắt đầu sệt lại rồi cô ơi. Rồi, Minh Châu tắt bếp đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trút cái này ra tô nha. Để tạo hình cho bông bí thì chúng ta sẽ dùng cái phần nhân này nắm lại thành từng bắp nhỏ như thế này. Ủa chứ mình không nhồi trực tiếp vào hả cô? Chúng ta sẽ không nhồi trực tiếp, vì nếu mà nhồi trực tiếp vào bông bí thì rất là dễ làm cho bông bí bị rách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào trong bông bí, là nhồi vào trong bông bí. Nhớ lưu ý là chúng ta không nhồi quá nhiều phần nhân. Chúng ta sẽ cho chảo lên bếp. Và cho dầu vào. Chúng ta dùng một cái cọ nè. Phết cái phần bột bắp mà đã được khuấy hồ lên trên bông bí nha.
Sau đó chúng ta sẽ lăn qua phần bột năng khô này. Dạ. Rồi chúng ta sẽ lần lượt thả bông bí vào và chúng ta chiên. Dạ. Wow. Món bông bí chiên giòn này rất thích hợp để các bạn sử dụng một ít nước tương Lisa. Chúng ta cho kiệu chua vào và thêm một vài khoanh ớt. Phần bông bí chúng ta vớt ra xong để trên giấy ráo dầu rồi. Bây giờ Minh Châu với cô sẽ cùng xếp những cái bông bí này ra. Dạ. Để trình bày. Hấp dẫn quá cô Thảo ơi. Rồi. Cô em phải chấm một miếng nước tương Lisa mới được. Nó đậm đà ha. Hết sảy luôn cô. Đúng với tên gọi là bông bí chiên giòn chay thì món ăn này giòn rụm nè, và đặc biệt là phần nhân thì mềm ngọt và có mùi thơm đặc trưng của đậu hũ đó cô. Vậy là bây giờ Minh Châu bắt đầu thích ăn món chay rồi đó các bạn ạ. Dạ đúng rồi, bởi vì món chay nè, thanh tịnh nè, thơm ngon mà lại đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Và quý vị khán giả sau khi thực hiện xong món bông bí chiên giòn chay thì hãy chia sẻ với chúng tôi những cảm xúc của mình qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Còn bây giờ thì Minh Châu và cô Diệu Thảo phải nói lời chào tạm biệt với quý vị rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những chương trình lần sau.